Xin chào các bạn đến với trang tin Nhà đất Bắc Ninh tại địa chỉ nhadatbacninh.biz. Lại như thường ngày, hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2021 tôi sẽ cập nhật cho các bạn giá nhà tại khu đô thị Him Lam Green Park Đại Phúc Bắc Ninh. Hiện tại bảng hàng của chúng tôi có các căn nhà của 16 block của khu đô thị có các mức giá như sau. Trục shop house 5 tầng mặt đường 30m của dự án có các block CL3, CL4, CL8, CL9, CL13, CL14 có mức giá từ 4,5 tỷ đến trên 5 tỷ tùy từng vị trí trên một căn nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài với tổng diện tích xây dựng từ 400m2. Trục shop house 5 tầng mặt đường nội bộ 18m của dự án từ block CL3, CL4, CL8, CL9, CL13, CL14 giá từ 4,1 tỷ đến 4,6 tỷ tùy từng vị trí thường hay vị trí view vườn hoa. Trục shop house 4 tầng mặt đường 24m của dự án view 6 tòa chung cư có các block CL1, CL7, CL11 có mức giá từ 4,9 tỷ đến trên 5,4 tỷ tùy từng vị trí. Trục shop house 4 tầng mặt đường nội bộ 18m của các block CL1, CL7, CL11 có mức giá từ 4,3 tỷ đến trên 4,7 tỷ tùy từng vị trí thường hoặc view vườn hoa. Các căn thuộc block CL2, CL5, CL12, CL15 đường nội bộ 18m giá từ 3,7 tỷ đến 4,5 tỷ tùy từng vị trí. Các căn thuộc block CL6, CL10, CL16 giá chỉ từ 3,6 tỷ tùy vị trí view vườn hoa hoặc vị trí thường. Tất cả căn đều xây thô, hoàn thiện mặt ngoài ốp đá hoa cương, có hố chờ thang máy với tổng diện tích xây dựng căn 4 tầng điển hình là 344m2, căn 5 tầng là 400m2. Chi tiết liên hệ Mr. Minh Vũ 0968 473 666, hoặc các bạn truy cập vào website tại địa chỉ http://www.nhadatbacninh.biz để tham khảo thêm.